khán thính giả đang đón xem chương trình tin tức tổng hợp buổi tối trên đài IBC TV được phát trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên website ibctv.us. Phần tin tức tổng hợp hôm nay được phụ trách bởi sứ ngôn viên Linh Trịnh và Ngô Khắc Linh. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và như thường lệ, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. McCarthy thất bại trong ngày thứ hai để giành được Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Brazil chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo môi trường. Cảnh sát Peru dùng hơi cay giải tán biểu tình ở Lima. Tám người đàn ông hầu tòa vì tội giết thiếu niên Argentina vào năm 2020. Các gia đình đổ xô đến nhà hỏa táng Thượng Hải vì người thân đã mất do Covid. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần bản tin chi tiết đầu tiên do sứ ngôn viên Ngô Cát Linh trình bày. Kính thưa quý vị, bà McCarthy thất bại trong ngày thứ hai để giành được Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thất bại trong ngày thứ hai liên tiếp trong việc bầu ra một nhà lãnh đạo vào hôm thứ Tư, khi một nhóm liên tục bất chấp lời kêu gọi của cựu Tổng thống Donald Trump đoàn kết sau đồng minh Kevin McCarthy, bất chấp lời kêu gọi của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông McCarthy đã không thể có đủ phiếu bầu trong 3 vòng bỏ phiếu liên tiếp cho vị trí Chủ tịch Hạ viện vào hôm thứ Tư. Khoảng 20 thành viên cánh hữu của đảng Cộng hòa vẫn từ chối ủng hộ ông. Các nhà lập pháp sau đó đã bỏ phiếu để ngừng làm việc cho đến 8 giờ tối thứ Năm, trong khi họ tìm kiếm giải pháp trong các cuộc họp kín. Thế bế tắc này đánh dấu lần đầu tiên trong một thế kỷ Hạ viện Hoa Kỳ không bầu được lãnh đạo trong lần bỏ phiếu đầu tiên. Lần gần nhất Hạ viện Hoa Kỳ không bầu được vị trí chủ tịch trong lần bỏ phiếu đầu tiên là vào năm 1923. Ông McCarthy giành vị thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Hạ viện kể từ năm 2019, chỉ giành được 201 trong số 218 phiếu bầu cần thiết. 20 thành viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cho hạ nghị sĩ Byron Donalds. Trong khi đó, một đảng viên Cộng hòa đã từ chối ủng hộ một ứng cử viên cụ thể, và tất cả 212 thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã bỏ phiếu cho Hakeem Jeffries, lãnh đạo của họ. Khi chưa bầu được chủ tịch, Hạ viện phần lớn bị tê liệt, không thể tổ chức lễ tuyên thệ cho các thành viên, bổ nhiệm chủ tịch các ủy ban hay tiến hành các thủ tục khác. Brazil chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo môi trường. Các nhân vật cấp cao trong chính phủ mới của nước này cho biết hôm thứ Tư, Brazil sẽ không ngại đóng vai trò hàng đầu trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và tình trạng khẩn cấp sắp xảy ra mà thế giới đang phải đối mặt. Phó Tổng thống Geraldo Alckmin, người cũng là Bộ trưởng Bộ Phát triển Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ, đã cam kết thành lập một thư ký mới cho nền kinh tế xanh, khử carbon và công nghệ sinh học. Ông Alckmin nói thêm rằng chương trình nghị sự bền vững là nền tảng cho tương lai của quốc gia Nam Mỹ. Đồng quan điểm, nhà môi trường học Marina Silva, Bộ trưởng Môi trường mới được bổ nhiệm, đã tuyên bố thành lập một thư ký đặc biệt để chấm dứt nạn phá rừng và lên kế hoạch thành lập cơ quan quản lý khí hậu trong chính quyền của Tổng thống Luiz Lula da Silva. Ông Lula nhậm chức vào hôm Chủ nhật, cam kết ngăn chặn nạn phá rừng ở Amazon, một quần xã sinh vật quan trọng để hạn chế biến đổi khí hậu. Ông nhanh chóng thu hồi các chính sách của người tiền nhiệm cực hữu Jair Bolsonaro, người đã nới lỏng bảo vệ môi trường và để tốc độ phá rừng tăng lên mức cao nhất trong 15 năm dưới thời của ông. Silva, con gái của những người thợ cạo mũ cao su ở Amazon, đã trở thành một nhà bảo vệ môi trường nổi tiếng và giữ chức vụ bộ trưởng trong 5 năm trong nhiệm kỳ thứ nhất và thứ hai của ông Lula. Bà đã giám sát nạn phá rừng giảm đáng kể vào thời điểm đó,
một nhiệm vụ mà bà sẽ phải giải quyết một lần nữa để giúp ông Lula thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông nhằm ngăn chặn nạn phá rừng bất hợp pháp. Bà Silva cho biết, việc khôi phục vai trò nổi bật của Brazil với tư cách là nhà lãnh đạo môi trường sẽ giúp khối thương mại Nam Mỹ Mercosur ký kết thỏa thuận thương mại tự do với Liên Âu, vốn đã bị cản trở bởi những lo ngại về nạn phá rừng Amazon không được kiểm soát. Cảnh sát Peru dùng hơi cay giải tán biểu tình ở Lima. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình cố gắng tiếp cận trụ sở Quốc hội Peru ở Lima vào hôm thứ Tư, khi hàng ngàn người xuống đường hai tuần sau làn sóng biểu tình chết người phản đối việc lật đổ cựu Tổng thống Pedro Castillo. Người biểu tình ở Lima ném đồ vật vào cảnh sát đáp trả bằng cách bắn hơi cay. Những người biểu tình yêu cầu đương kim Tổng thống Dina Boluarte từ chức, đóng cửa Quốc hội, thay đổi hiến pháp và trả tự do cho ông Castillo. Castillo đang bị giam giữ 18 tháng trước khi xét xử trong khi bị điều tra về tội nổi loạn, một cáo buộc mà cựu Tổng thống bác bỏ. Ông bị lật đổ sau khi tìm cách giải tán Quốc hội và tổ chức lại ngành tư pháp một cách bất hợp pháp. Ông Porto, cựu phó tổng thống, người đã nắm quyền ngay sau khi ông Castillo bị phế truất, đã đề nghị tổ chức các cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Gần 20 người đã chết trong các cuộc biểu tình trên khắp đất nước vào tháng vừa qua. 8 người đàn ông hầu tòa vì tội giết thiếu niên Argentina vào năm 2020. Phiên tòa xét xử 8 người đàn ông bị buộc tội sát hại một thiếu niên Argentina năm 2020 đã gây chấn động quốc gia Nam Mỹ bắt đầu vào hôm thứ Hai vừa qua. Những người đàn ông bị buộc tội giết Fernando Bias Sosa ngồi trước tòa khi luật sư của gia đình Bias Sosa, Fernando Berlando, cho biết nhóm này đã bao vây thanh niên 18 tuổi tại một hộp đêm ở Villa Giselle, phía đông tỉnh Buenos Aires. Vì vậy, anh ta không thể trốn thoát hoặc nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào. Theo các báo cáo, Bias Sosa đã thiệt mạng trong một trận đánh nhau với các cầu thủ bóng bầu dục sau một cuộc ẩu đả ở thành phố ven biển. Bias Sosa qua đời trong bệnh viện vào ngày 18 tháng 1 năm 2020 vì cơn đau tim do chấn thương sọ não. Truyền thông địa phương đưa tin công tố đang đề nghị mức án chung thân cho cả 8 bị cáo. Cha của nạn nhân Silvino Bias cho biết ông tin rằng gia đình sẽ đòi lại công lý cho tội giết con trai mình sau khi nghe lời kể của các nhân chứng. Các gia đình đổ xô đến nhà hỏa táng Thượng Hải vì người thân đã mất do Covid. Hàng trăm người vào hôm thứ Năm đã tổ chức lễ tưởng niệm những người thân yêu đã mất vì Covid-19 tại một lò hỏa táng ở Thượng Hải, khi các câu hỏi đặt ra về tính chính xác của dữ liệu virus của Trung Quốc. Theo một nhân chứng của Reuters, các thành viên trong gia đình mặc đồ tang màu trắng được đưa vào và ra khỏi phòng tưởng niệm để thực hiện các nghi lễ được tiến hành 10 phút trong một lần. Các quan chức y tế toàn cầu hiện đang cố gắng đối phó với một đợt bùng phát đang tràn ngập tại các bệnh viện và áp đảo một số nhà tang lễ. Điều này trái ngược với số người chết vì virus chính thức rất thấp của Trung Quốc. Mike Ryan, giám đốc cấp cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nói trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Tư, những con số hiện tại được công bố từ Trung Quốc thấp hơn số nhập viện, bệnh nhân chăm sóc đặc biệt và tử vong. Là một trong những quốc gia có số người chết vì COVID thấp nhất thế giới, Trung Quốc thường xuyên bị cáo buộc báo cáo sai về các ca nhiễm và tử vong vì lý do chính trị. Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết, chỉ những trường hợp tử vong do viêm phổi và suy hô hấp ở những bệnh viện, ở những bệnh nhân nhiễm virus mới được phân loại là tử vong do COVID. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sứ ngôn viên Ngô Cát Linh và Linh Trịnh sẽ trở lại với nhiều bản tin nổi bật như Bosnia ấm áp bất thường, không có tuyết trong mùa đông, hay bản tin cá ngừ tăng vọt hơn 270.000 Mỹ Kim tại phiên đấu giá năm mới ở Nhật Bản, và bản tin thêm cựu đại sứ tại Malaysia và một nhân viên đại sứ quán bị khởi tố trong các chuyến bay giải cứu. Xin mời quý vị cùng tiếp tục đón xem.